Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị, kết thúc 2 ngày nắng ráo, từ đêm nay dưới tác động của rãnh áp thấp bị nén, đẩy dịch xuống phía Nam bởi một bộ phận áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc, hình thế gây mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to sẽ tái diễn trở lại. Và trong điều kiện như vậy thì có điều gì cần lưu ý? Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong phần tiếp theo. Còn bây giờ là dự báo thời tiết khu vực Hà Tĩnh đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng trời nhiều mây, có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 85 đến 92%. Khu vực miền núi phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 87 đến 92%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa rào và dông, chiều có lúc có mưa nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 85 đến 90%. Khu vực thị xã Kỳ Anh trời nhiều mây, gần sáng có mưa vừa và dông, sau đó mưa rào gián đoạn. Gió đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 85 đến 90%. Vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 6, cấp 7. Thưa quý vị, trạng thái thời tiết nhiều mây, ít nắng, có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to và có khả năng sẽ kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, thì mưa lớn cục bộ trong thời đoạn ngắn có thể sẽ gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi và sườn dốc. Vì vậy, chủ đầu tư, chủ sở hữu các công trình đang thi công cần phải chủ động ra soát, xử lý các điểm có dấu hiệu nguy hiểm, đặc biệt là các công trình đang xây dựng tại khu vực sườn núi có độ dốc lớn để có biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản. Tiếp theo là phần dự báo thời tiết các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Phía Nam ngày nắng, trưa chiều và tối có dông, rải rác mưa vừa có nơi mưa to, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời ít mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều tối và đêm cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.